dòng đời trôi ai biết đâu mà ngờ, tình yêu thương như núi cao như đại dương ngậm mùi đắng cay thân cò, từng đêm thao thức bên con cuộc đời trái ngang đâu ngờ càng thêm xót xa. Cuộc đời ta ai biết đâu mà ngờ, từng ngày qua ôm nỗi đau riêng mình ta, đời ai thấu cho kiếp nghèo chìm trong hạnh phúc mong manh, vì đời thế khai nhân tình nào ai có hay. Tiền ở đâu mà có hả? Tụi con có biết được chưa? Có phải là con biển lộ gạo của tôi đúng không? Không có đâu má, con không dám làm chuyện tày trời như vậy đâu. Cô không dám làm chuyện tày trời, nhưng mà con có gác của làm chuyện đó. Cô xung phong đi coi sóc gạo không trong là để chủ yếu của con thời giờ con cắt gạo của tôi. Không có đâu mà, má làm ơn tin con đi, con không có làm chuyện đó đâu. Tiền của anh chị con gửi lên cho con thiệt mà má. Ha, trùng hợp quá ha. Tại sao đúng lúc con mất gạo con có tiền? Con nói là tiền của anh chị cô gửi lên cho cô hả? Con tin cô là chuyện lạ đó. Ngày hôm nay á, nếu mà tôi không biết á là cô lấy tiền của xài của anh tôi á, thì tôi cứ tưởng á là gạo là không phải cho con cấp. Con quỷ nguyện trang sở lắm. Mà ơi, ai dám chửi em vợ tôi vậy? Thằng Lục nào đây? Lục để cha tôi. Tôi là Mười Cốc, anh rể của con Nhạn. Con dâu của bà biết tôi á. Tôi biết cậu rồi. Tôi biết luôn cả chuyện tiền bạc với cậu con trao tôi. Nhưng mà cái chuyện đó không dính líu những chuyện này. Chính là con Nhạn á đang cấp cả của tôi kìa mới là cái chuyện quan trọng. Bà đừng có nói bậy nha. Tiền con Nhạn xài á là vợ chồng tôi làm súng bùa gửi lên cho nó xài. Lại là sự trùng hợp lần thứ hai. Lần thứ nhất á là tôi mất gạo thì nó có tiền, đó là tiền của anh chị nó gửi lên. Còn bây giờ thêm sự trùng hợp nữa, đúng lúc tôi la đó thì anh lên đến chính là tiền của anh gửi lên. Tôi tin hả? Tôi tin mấy người tôi mới là ngu á. Bà đang ngu á. Tôi lên đây là thăm cô Nhạn với hai đứa nhỏ, chứ tôi không có đính chính, không có làm chứng gì hết trơn trời. Nè, làm cái mày chửi tôi, đi ra ngoài đi. Bà vô duyên, tôi có phải làm ở đây đâu bà đủ tôi. Tôi lên đây là thăm cô Nhạn, nhà của Nhạn, nhà lá phía sau kìa. Cái nhà của con Nhạn là nhà của tôi. Tôi có quyền đuổi nó, tôi có quyền tống cổ hai người. Đi ra khỏi nhà của tôi. Má ơi, má ơi đừng đuổi con mà. Thằng lén lút thăm dò là ai vậy con? À, tên Liên đó ba, người biển thu gạo đó. Bây giờ bà làm gì? Làm cho bà đừng có hổ nha chưa? Ê, má. Thằng này anh nói là thằng ăn cắp á. Anh nói gì vậy anh Xôi? Dạ không có đâu, ổng nói bậy á, chứ tôi không ăn cắp gì hết đó bà chủ. Ừ, chính nó là thằng ăn cắp, chính mắt tôi thấy mà. Nè, ba tôi bị bệnh tâm thần, đầu óc như con nít vậy, không bao giờ biết nói xạo đâu nha. Mà cũng chính mắt tôi thấy anh len la lén lút với một người lạ. Hay là người đó tuôn hàng tuôn gạo cho anh? Dạ không con hai ơi. Tôi có gan tài trời, tôi cũng không dám làm vậy đâu con hai. Mày gan ha, ăn cắp của tao nửa tấn gạo hả? Cái gì? Tôi cắp chỉ có một tạ thôi mà. Ha, một tạ hả? Rồi ra là gì chứ? Tao chưa có bán công đâu mày. Bà chủ ơi. Tại tôi tham lam rồi, mày đừng có bắt công an bà chủ ơi. Tôi sẽ trả tiền lại cho bà chủ. Ăn cắp ta nửa tấn gạo mà tham gia tiếp thời hả? Ta kêu công an cộng đầu mày. Quan cho tôi quá, tôi chỉ có cấp một tạ thôi, chứ mày nửa tấn đâu. Nè, ngoan ngoãn nhận tội đi. Bà chủ khoan hồng cho hả, trả nợ từ từ. Còn không á là ở tù dài dài đó. Bà chủ ơi, tôi xin bà chủ đừng báo công an bắt tôi mà bà chủ. Sao? Bây giờ thủ phạm ăn cắp gạo đã lộ mặt rồi đó. Bà mau xin lỗi em gái tôi đi. Bà đã xúc phạm đến nhân phẩm của nó rồi đó. Đi, mình đi về nhà em. Còn anh, đứng đó làm gì nữa? Mau ký giấy nợ đi, rồi còn bị đuổi việc.
Thôi khỏi khóa con. Khóa làm gì? Nhà này ai cũng có chìa khóa nè. Ai cũng vô được, con khóa làm chi? Vậy hả? Vậy thôi, để con làm chìa khóa khác, ổ khóa khác cho ba. Con làm không khóa làm gì? Con mà làm mất công người ta nghi ngờ nữa. Với lại ba luyện bữa giờ rồi, ba giả cùng nhanh lắm. Có chuyện gì là ba ứng khó kịp thời liền à, con đừng lo. À mà nè, sao ba lại bắt tên Liêm nó thế chỗ cho Bi Nhạn vậy? Tại vì lúc ba đi uống nước với lại con Nhạn nó tưởng ba khùng, cho nên nó tâm sự hoàn cảnh của nó với con. Cho nên ba cảm thấy thật sự mình cũng không cần phải để nó thế mạng cho mình đâu con à. Kế hoạch mới vừa bắt đầu thôi mà ba đã mềm lòng rồi hả? Ba không có mềm lòng. Nhưng mà giờ có thằng Liêm thế mạng là được rồi. Lần này mình sử dụng thằng Liêm đi, còn Vi Nhạn mình để lần sau. Mình còn rút ruột bạc khuê dài dài mà con. Nhưng mà con không có ưa Vi Nhạn. Con à, nó bị ung thư, có còn bao nhiêu thời gian đâu con. Con thấy cô ta khỏe re, chả có bệnh tình gì cả. Hay là chắc do được chăm sóc kỹ lưỡng quá. Nè, con phải bình tĩnh, đừng có nóng vội, chừng bị lộ chuyện đó nghe chưa. Thôi, cứ coi như là hả mất một con chốt thí. À mà ba, tiếp theo mình phải làm gì? Trước mắt là mình cứ làm vậy đi. Mày mới vừa làm vố rồi á, thì đừng có làm liền nữa. Phải tạm thời là ẩn đi, con hiểu không? Nhưng mà tại sao ba gặp Bi Nhạn? À, ba đi kiểm tra cái thành phần thuốc mà của bà Khuê sắc cho ba uống á. Kết quả chỉ là thuốc bổ thôi. Vậy là may quá, bà ta không nghi ngờ gì bệnh tình của ba rồi. Tức thật chứ, khinh người quá đáng mà, không thèm xin lỗi em một câu nữa. Anh đừng nói vậy, má em nghe được má không có vui đâu. Tới giờ phút này mà em còn gọi bà bằng má được hả? Bà có coi em là con dâu không? Nếu như bà coi em là con dâu á, ở đâu có cho em ở cái nhà tàu tàn vậy? Cái này là do em chọn, không có liên quan gì tới má chồng em hết. Nhưng mà anh bức xúc lắm. Cái gia đình này đối xử tệ bạc với em như vậy á. Bây giờ em về sống với anh chị đi. Khổ ghê vậy đó. Anh chị cũng đâu có dư giả gì đâu. Em có thiếu thốn cái gì á, anh chị gửi tiền lên là em quý lắm rồi. À, chờ em chút. Cái nhà. Ủa, cái gì kỳ vậy? Em nói là em không muốn xài tiền của bà Khuê nữa, cho nên mới mượn tiền anh chị. Rồi em còn nói là em mượn rồi để em có rồi từ từ em trả. Em mượn để chữa bệnh mà. Sao còn đây chưa có chữa bệnh nữa? Tại em thấy gì cái tiền này mà làm má em buồn, nên thôi em trả lại cho rồi. Xịt. Đực ghê luôn á. Lỡ mai mốt anh chị muốn lấy tiền lại, em có tiền em trả rồi sao? Em yên tâm đi. Lúc này anh chị khác rồi. Ngoài cái chuyện mà làm ăn được mùa đó, anh với chị còn trúng số. Anh trúng số hả? Trúng số độc đắc. Thiệt không? Thiệt. Mua cái nhà bự chà phá luôn. Anh làm em mừng quá à. Cũng nhờ anh ăn năn hối cải kịp thời, chắc có lẽ là trời thương. Còn mấy cái người mà giàu có sẵn đó, mà sống hách dịch đó, có ngày em chờ đi, coi nói đúng không. Thôi mà, tánh má em đã vậy rồi, bây giờ có nói gì nữa thì cũng vậy hả. Anh đừng giận nghe. Thôi bỏ đi, không có quan tâm đến chuyện của bả nữa. À, quên nữa. Cái ông gì hồi nãy bộ là ba của Lan Chi thiệt hả? Dạ.
Ông khùng hả? Dạ. Không đâu, anh đâu thấy ông khùng gì đâu. Sao vậy? Anh tiếp xúc với mấy người khùng nhiều lắm đó. Nhưng mà không có ai giống như ông này á. Hồi nãy anh để ý ông kỹ nha. Ông đứng một góc ha, im lặng ha. Không thèm nói gì hết nha. Mà ông nhìn, ông quan sát. Khi lâu lâu cái ông thấy thấy ông to nhỏ với con Lan Chi gì. Anh đa nghi quá à. Chú Triết là lúc tỉnh lúc bệnh. Chính vì bớt bệnh rồi cho nên bệnh viện người ta mới cho về đó. À vậy đó hả? Ừ. Chị ai? Kêu em hả? Kêu em chứ kêu ai? Em tới rồi nè. À, sao thoải mái quá vậy? Chứ có gì đâu không thoải mái chị. Vậy hả? Vậy em có biết á, cái vựa gạo nhà mình đã mất hết nửa tấn gạo rồi, em có biết không? Cái gì? Sao tự nhiên mất nhiều gạo vậy? Làm gì mà có chuyện tự nhiên? Chị kỳ ghê. Chị cái gì? Chị nói công việc ở nhà giao hết cho mấy đứa con của chị rồi. Giờ tự nhiên mất gạo cái đổ thừa cho em làm sao? Là tại gì vậy? Chị thấy em ung dung quá, thoải mái quá. Không quan tâm gì chuyện nhà cửa hết á. Thôi bỏ qua đi. Dù sao á thì nó tìm ra thủ phạm rồi. Chị kêu em đến đây á là có chuyện muốn nhờ em đó. Chị muốn nhờ em thì chị nói đại chị nhờ em đi. Tự nhiên vô chửi phủ đầu em làm sao? Xin lỗi, được chưa? Chị em à, có người đâu giận giá. Chị gì vậy? Chị muốn nhờ em đưa ông Triết đi khám bệnh. Ông lên cơn nữa hả? Không phải ông lên cơn, mà chị nghi ngờ là ông giả khùng. Chị nghi ngờ người ta giả khùng là sao? Không biết gì hết á. Trước đây á, chị đã nhờ con Thi đi thử ổng. Nhưng mà lần đó thất bại. Thì chị nghĩ là có lẽ là con Thi nó còn nhỏ, nó non tay nghề, cho nên nó không lật tẩy được ổng được. Còn em á, em lớn, chị nghĩ là em đủ kinh nghiệm để mà lật mặt ông Triết lần này cho chị. Ôi chị ơi, người ta đang khùng vậy tự nhiên chị nghi ngờ người ta giả khùng là sao? Chị làm khó em hoài à. Sứ mạng cao cả gì thì đưa như đây sao đủ. Đủ chưa? Thì chỉ là tạm ổn thôi nha, chứ thật ra nó không thấm thoát vô đâu hết. Nhận tiền của chị á thì phải làm cho tốt được chưa? Yên tâm, chị nghi ngờ không? Ừ, ra cho chị. Ừ. Thất mặt. Thằng Hoàng này là chỉ biết nuốt vô trong thôi, không làm gì khác được. Mày ngu quá, mày ký vô với nợ làm cái gì? Bây giờ tiền đâu mà trả? Từ từ trả. Nhưng mà tao nói mày nghe nè, mày cũng phải gánh tao một nửa đó. Mày ngu quá, tao với mày bị thù cái một tạ, đâu ra nợ tấn. Mình nghe tụi nó hù, mày ký vô với nợ luôn à? Thì bây giờ đã lỡ ký, mày chỉ cũng lạ. Cha điên đó không biết đâu tự nhiên vô chỉ tội tao. Mà bình thường tao không thấy chảy lòng vòng ở dự gạo luôn. Cô chủ nữa, dám khẳng định là tao với mày có qua lại với nhau. Vậy sao ngay từ đầu cũng không cái chỉ điểm đảo mày đi. Cô dẹp đi. Mày tự ký vô với nợ, giờ lo cày mà trả nợ. Tao nói mày biết nha, mày cũng là đồng phạm với tao, mày phải gánh với tao một nửa. Mày tự tí, tự chịu. Làm gì vậy? Ê! Chú em, cho hỏi thăm chút xíu anh. À, tao nói dẫn vô uống cà phê, dẫn vô đây chị. Bạn à, bạn gặp mình nha, bạn nói dẫn uống cà phê, dẫn đây chi vậy? Uống cà phê. bạn nghe mình nói nè. Sao? Cà phê để lát đi uống. Cà phê để lát mình với bạn đi uống sao? Còn giờ á, mình với bạn vô đây thăm bác sĩ với y tá hồi xưa mà chữa bệnh cho bạn á, nhớ không? Thôi, không vô thăm mấy người đó đâu. Mấy người đó hồi đó hả, bắt mình uống thuốc nè, rồi
chích nha, ha, rồi bắt nhốt nữa. Thôi, không tâm mấy người đó đâu. Mấy người đó hồi đó hả, bắt mình uống thuốc nè, rồi chích nữa, rồi bắt nhốt nữa. Thôi, mình sợ mấy công an lắm. Mấy công an áo trắng nè, bắt nhốt họ. Đi về. Bà nghe mình nói nè, vô trọng đi, mình sẽ nói bác sĩ y tá làm nhẹ nhàng và dịu dàng, không chích đạn đau đâu nha. Biết rồi, bạn tưởng mình bị bệnh không? Không phải đâu, hôm qua hai mình ăn me chung nhau, cái mình bị chảy nước miếng á. Bạn tưởng mình bị ói à? Không phải, thật sự mình không có đau cái bụng đâu, không phải. Bỏ quá, nói thẳng luôn nè, vô đây là để khám cái này biết không? Cái gì? Ý bạn nói là mình khùng quá hả? Mình không có khùng đâu á. Bạn không tin hả? Mình không có khùng đâu. Nè, để mình chứng tỏ bạn biết. Mình làm hộp mà đúng không? Bạn là ai đúng không? Có, mình tỉnh đâu có khùng đâu. Nè, đếm lại nè. Mình là một nè. Bạn là hai nè. Ba. Ý, bạn tới nào nè? Mới tới hả? Đợi chút nha, phải không? Lát uống cà phê chung nha. Thôi! Tôi thứ ba đâu? Đó, thứ ba đó. Không có giỡn nha. Suốt ngày rồi thứ ba hoài. Cái đó là ở nhà. Ở đây vô tới bệnh viện rồi. Không giỡn ông nữa. Đáng ghê, tự nhiên lãnh cái show này chứ. Mới tới cổng cái chị rồi vô tới trong chắc mệt với ông luôn á. Bây giờ đi vô. Không vô đâu. Đi về. Không vô đâu. Mình không có đi. Không vô. Anh ơi. Ủa tôi để ông vô giùm cái đi. Mình không có đi. Không vô. Này hả? Không bị bệnh nặng lắm đó. Để con vô khám đi. Tôi bị chạy nước miếng là phải khám phổi chứ sao vô khám cậu. Tôi đâu có bị gì đâu, chạy tôi ra. Anh tôi ra. Tôi bảo cháu này vô tay khám cậu không? Ủa ngày đông thiết mà. Đúng rồi. Trời ơi, người ta nói ở nhà ông quậy quá chịu không thấu nên giao vô đây tái khám nè. Nhưng mà đông ra hết. Hết cái gì, nín đi. À, ông đừng thấy tôi hết tiền rồi, ông trả tôi về với con gái tôi bây giờ. Ông bắt tôi vô lại, ông nhốt tôi hả? Không, tôi không có vô đâu. Ui, trời ơi, là bớt vô tái khám được một cái. Không, thả tôi ra đừng có bắt tôi mà. Thả tôi ra đi, có bắt tôi. Đừng mà, thả tôi ra. Trời ơi, thả tôi ra. Thiệt tình công này. Chị Hai Thu ơi, đến lượt em. Nè. Chị không có thua đâu, tại chị thấy em đợi lâu cái chị cố tình thua cho tới lượt thôi đó. Chơi đi. Chị em chơi chung với. Ừ. Em chơi chung đi. Dạ. Nè, em muốn chơi với nó thì chơi đi, chị không có chơi. Chị Hai. Chị, chơi chung với Đông chứ. Đông, mà chị không thích như vậy. Em muốn chơi với nó thì chơi, chị không chơi với nó. Chị Hai, mình đã nói là hết giận dịu rồi mà. Ừ thì chị hết giận nó rồi. Chuyện của mẹ nó chị cũng không tin. Nhưng mà vừa rồi nó mới giúp ba mình quay lại với mẹ nó thì chị không chấp nhận. Em xin lỗi chị Hai. Cái gì? Ai là chị Hai của em? Chị chỉ là chị Hai của ông Thích thôi nghe chứ. Em đã nói là em xin lỗi chị rồi mà. Cái nhỏ này. Diệu. Sao vậy con? Sao lại tranh cãi với anh chị? Nếu như mà anh chị không muốn chơi với con á thì con không được ép, nghe chưa? Anh chị sẽ khó chịu đó. Dạ. Chị, con chơi với em dịu mà. Nè, chị nói rồi đó. Em đã có bạn chơi rồi thì đừng chơi với chị nữa. Đâu cần chị đâu. Chị Hai. Xin lỗi cô chơi. Xin lỗi dịu nha. Ủa, anh ra chơi với em. Chị Hai. Ý ông là ông muốn cho nói gì vậy ông? Là ông nhân con bị bệnh hả? Đúng rồi. Nhưng mà hết bệnh lâu rồi mà. Ừ. Nhưng mà tôi mong là bác sĩ ráng giúp tôi đi. Không được, như vậy là trái nguyên tắc. Bác sĩ thông cảm đi, tại vì tôi có nỗi khổ riêng. Tại vì lúc mà tôi bị bệnh á, thì người nhà tôi á, đối xử với tôi rất là tốt. Nhưng tôi không hiểu tại sao khi tôi hết bệnh á, thì lại không được như ngày xưa. Ra tôi muốn giả bệnh vậy để tìm hiểu coi cái nguyên nhân gì nó xảy ra trong gia đình của tôi vậy mà. Nghe ông nói, tôi thông cảm lắm. Cảm ơn bác sĩ. Thôi giờ bác sĩ ráng giúp tôi đi. Tôi hứa là sau khi tôi giả bệnh mà tôi đã tìm được cái nguyên nhân rồi á thì tôi sẽ tỉnh trở lại. Tôi không còn bệnh như xưa nữa. Nhưng mà tôi làm như vậy đâu có hại gì hai đâu, đúng không bác sĩ? Thôi được rồi, tôi xin giúp ông. Nhưng tôi chỉ nói là ông bị bệnh nhẹ thôi, để người nhà còn quan tâm nữa. Cảm ơn bác sĩ nhiều nha. À, cho tôi gửi ra đây. Không cần đâu. Nhưng ông đừng giao bệnh hoài, để người nhà lo đó. Tôi hiểu rồi. Nói rồi còn cãi tôi chi, bệnh viện khám tùm lum la, rốt cuộc đâu có bị gì đâu. Dạ tình hình sao rồi má? Sao chẳng gì, tôi nói tôi không có bị khùng mà tự nhiên bạn dẫn mình vô đây gì cho mấy ông này ông khám nói mình khùng.
Sao rồi? Ông hết bệnh rồi hả? Đâu có đâu, ông vẫn còn bệnh đó. Nhưng mà nhẹ thôi, không cần điều trị cho bệnh viện, có thể điều trị ngoại trú ở ngoài. Bây giờ anh đưa ông về đi, đối xử tốt với ông, đừng có kỳ thị người tâm thần. Tôi biết rồi. Tội nghiệp lắm. Anh về đi. Đó, đi chưa? Tôi không có bị khùng đâu. Ông này không bị khùng à? Cái mỏ cái đầu ông bị khùng à? Trời ơi, bị khùng à? Ông làm gì vậy? Ông biết đường không tự về vậy? Trời ơi, chờ tôi với. Mẹ. Diệu à, tại sao con cứ phải nài nỉ chơi với hai đứa đó? Con đâu có. Mẹ thấy rõ ràng. Tại vì mẹ không chơi với con nên con mới buồn. Không có mẹ chơi thì con chơi đỡ với ông ngoại đi. Khi nào mẹ đi làm về thì mẹ chơi với con. Mẹ suốt ngày đi làm, còn ông ngoại thì bị bệnh. Ông ngoại không có bệnh. Ủa, mẹ nói ông ngoại không có bệnh là sao? Thì tại vì ông ngoại không thích người ta nói ông ngoại bệnh, nên là hả, rất là nhạy cảm với từ đó nên không được nói. Dạ, con hiểu rồi. Diệu à, con phải nghe lời mẹ, không được nài nỉ để chơi với hai đứa đó. Mẹ thấy như vậy mẹ đau lòng lắm, con biết không? Dạ, thật ra con đâu có thích đâu. Tại hồi trước mẹ kêu con giả bộ để được bà nội thương á. Mẹ kêu con mặc đồ cũ cho con ăn đồ ăn khổ nè. Rồi mẹ nói con phải thân thiết với anh chị nữa. Làm gì để bà nội thương, đúng không mẹ? Không hề, đó là chuyện trước đây. Bây giờ thì con không được nghĩ như vậy nữa. Hai mẹ con mình phải sống thật từ đáy lòng, con hiểu không? Dạ. Thiệt tình, tính tới tới luôn là chưa có quề vốn. Thúi thiệt á, tự nhiên à, mất hết nửa tấm gạo. Mà, tại sao mới lại đổ quan như vậy? Ủa, con không biết chuyện này rồi hả? Sao nhanh vậy? Mà nói đi, má xin lỗi nhẹ cho con. Chứ cái này má nghĩ sai nhẹ, cái này là không tôn trọng người ta mới biết không? Cái gì? Má phải xin lỗi con nhẹ hả? Nè, cái chuyện mà gạo á mất cả nửa tấn con không lo, mà biểu má thì phải lo cái bồi thường danh dự cho nó là sao chứ? Má cái gì má cũng lo hết. Ừ, má đúng hết á. Nhãn có làm gì sai đâu, má mới xin lỗi Nhãn. Má làm vậy là má không tôn trọng, má xúc phạm danh dự người khác, má có biết không? Má đổ quan cho nó đó hả? Tại nó là việc tắc tắc lơ là mới xảy ra cái chuyện mất gạo. Mai à, cũng may là tìm ra thủ phạm, chứ nếu không hả, người đền bù thất thoát thiệt hại đó hả là nó đó. Trời ơi má ơi, tại sao lúc nào má cũng nói chuyện cách ngang ngược chân gì vậy má? Má ngang ngược đó, rồi sao? Ai mà làm cho má không bằng lòng, má đều đối xử như vậy. Kể cả con cũng không ngoại lệ, huống hồ gì là nó. Ý má là má nói con không làm hài lòng má đúng không? Con chưa bao giờ làm điều gì cho má hài lòng hết. Nếu mà con đã biết rồi á, thì con chứng tỏ đi. Con chứng tỏ cái điều gì để cho má hài lòng đi, làm đi. Được, con chứng tỏ má coi. Má chờ con chứng tỏ nè. Con làm đi. Cái thằng này đuôi hả mày?